Công ty trách nhiệm hữu hạn DK Vinamoto là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành môi trường như xe ép rác, xe chở rác, xe cẩu, xe nâng, xe cứu hộ giao thông. Được đầu tư từ nguồn vốn công ty mẹ là công ty cổ phần xe chuyên dụng Daekyung của Hàn Quốc, có bề dày hơn 30 năm về sản xuất. Sau khi thành lập nhà máy tại Osaka, Nhật Bản năm 1995, thì đến năm 2005, công ty tiếp tục thành lập cơ sở sản xuất tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Năm 2015, thành lập liên doanh DK Vinamoto và công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn với mục tiêu phát triển thương hiệu tại thị trường trong nước. Sau 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã khẳng định vị thế số 1 về chất lượng và công nghệ của mình trong lĩnh vực sản xuất xe môi trường. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của DK Vinamoto được trang bị hiện đại với nhiều loại máy móc chuyên môn hóa các khâu thực hiện. Đặc biệt, máy cắt CNC laser độ chính xác cao và giúp cho bề mặt cắt không bị biến tính trong quá trình sản xuất. Dây chuyền sản xuất được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc và được cải tiến để phù hợp với thị trường Việt Nam. Sử dụng vật liệu chế tạo hoàn toàn nhập khẩu từ công ty thép POSCO nên sản phẩm có độ bền vượt trội, chịu ăn mòn cao từ môi trường. Đội ngũ nhân công trong công ty được đào tạo có chuyên môn kỹ thuật cao, tận tụy trong công việc theo phương châm, làm việc có tâm, nâng tầm thương hiệu. DK Vinamoto đặt ra sứ mệnh tạo ra những sản phẩm tốt nhằm nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng cuộc sống, gia tăng giá trị kinh tế cho người sử dụng nên rất khắt khe trong khâu quản lý sản xuất. Mọi chi tiết đều phải tỉ mỉ, chính xác và nghiệm thu chặt chẽ rồi mới được phân phối ra thị trường. Trong tương lai, DK Vinamoto tập trung phấn đấu để có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, tạo ra những sản phẩm chất lượng để trở thành thương hiệu uy tín trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời tạo ra nguồn nhân lực và vật lực chất lượng cao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nền công nghiệp của nước nhà.